Dạ hiện tại bên em đang đứng ngay cái khu vực ngã tư của đường 18B và đường Mã Lò. Cách cái vị trí này 100m mình có một căn nhà mặt tiền đường Mã Lò, vị trí rất là đẹp, nhà xây cực kỳ đẹp, kiến trúc hiện đại. Với cái diện tích ngang 4 dài 28m mình đúc một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà hướng đông sổ hồng riêng đầy đủ giá chỉ hơn 11 tỷ, còn thương lượng ngân hàng thẩm định cho mình vay 80% giá trị căn nhà. Tuyến đường Mã Lò được xem là cái tuyến đường vành đai giảm tải cho nên lưu lượng xe cộ qua lại lúc nào cũng đông đúc và tấp nập. Và nó được nối từ khu vực Tân Kỳ Tân Quý của quận Tân Phú, mình chạy thẳng ra khu Tên Lửa tỉnh Lộ 10. Vị trí này tiện ích bán kính trong vòng 300m là mình gần chợ, trường, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện, trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, đầy đủ hết. Và mình đi ra 4 xã là khoảng 1 km, đi ra Đầm Sen là khoảng 2,5 km. Dạ bây giờ bên em đã tới cái vị trí căn nhà rồi, với cái diện tích ngang 4 dài 28m, xây một trệt một lửng 3 lầu, giá chỉ hơn 11 tỷ còn thương lượng. Nhà rất là đẹp. Để tham quan căn nhà này trực tiếp, làm việc với chính chủ cũng như cập nhật cái giá tốt nhất, quý khách liên hệ số hotline để trên màn hình. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này, nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.